Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Đào Yêu Chiết Giang Sơn của tác giả Bạch Lộ Thành Song. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. Chương 156 Đồ tiện nhân, lệ thị nhổ núp bọt, giọng đầy căm phẫn, thái tử gặp nạn, mà ngươi vẫn còn vênh váo như vậy. Đào hoa không biết phải nói gì, sau lưng nàng, thẩm tại giã bước tới ôm eo nàng, hôn nhẹ lên trán nàng. Dịu dàng nói, em ở đây chờ anh nhé. Khương Đào Hoa chỉ biết im lặng. Mọi người đều sững sờ, lệ thị ngơ ngác nhìn thầm tại giã bước vào đại sảnh, sau đó quay đầu nhìn Khương Đào Hoa, ngươi. Có phải đã trở thành người của thầm tại giã rồi sao? Khương Đào Hoa cười gượng, cúi đầu nhìn đôi giày của mình, trong lòng thầm chửi rủa tổ tiên nhà thầm tại giã. Gã này đúng là muốn hành hạ nàng mà trong sân yên tĩnh một lúc, mãi sau lệ thị mới tìm lại được giọng mình, nhìn nàng nói, người tìm chỗ cao mà đi, cô nương mộng nhi này cũng sáng suốt, tránh được một kiếp nạn. Tiếc là nhà ta cứ đợi ngươi khỏi hàn trở lại, không ngờ ngươi lại sớm chọn cảnh cao khác. Đào hoa cười gượng, mặc nàng mắng, đứng ở vị trí của lệ thị mà xem, nàng đúng là một con hồ ly tinh không biết xấu hổ, bị mắng cũng đáng thôi. Nhưng ta lại thấy kỳ lạ, lệ thị lẩm bẩm ngươi quen được thẩm thừa tướng từ bao giờ lần này thừa tướng sao không giúp thái tử ngươi có nói xấu thái tử sau lưng không đào hoa cười mỉm chỉ vào mũi mình hỏi theo ngươi giữa ta và thẩm tại giã ai tốt hơn với thái tử tự nhiên là thẩm thừa tướng lệ thị nhíu mày ngươi tính là cái gì chứ đào hoa gật đầu đúng là thẩm tại giã giỏi che giấu bề ngoài tỏ ra tử tế nhưng bên trong lại độc ác thẩm tại giã đã đến trước mặt mục vô ngân. Thái tử ngày xưa phong đổ, giờ đây quần áo sộc sạch, tóc tai rối bời, đang ngồi trồm hổm bên giường, ánh mắt trống rỗng. Nghe nói thừa tướng đến, hắn ta nhìn sang với ánh mắt phức tạp. Thỉnh an điện hạ, thẩm tại giã chắp tay cung kính. Điện hạ, mục vô ngân cười, thừa tướng nhìn bộ dạng ta bây giờ mà còn gọi được hai chữ này, ta thật khâm phục. Ta không mốc, rốt cuộc chuyện là thế nào, thừa tướng định giải thích không? Hôm nay vi thần đến đây là để giải thích, thẩm tại giã bình tĩnh nói, hy vọng điện hạ không hiểu lầm. Mục vô ngân phẫn nộ đứng dậy, chừng mắt nhìn thẩm tại giã, hiểu lầm cái gì? Hiểu lầm rằng thừa tướng muốn giúp ta, hay hiểu lầm rằng ngài thực sự muốn đưa ta lên ngôi? Thẩm tại giã thản nhiên đáp, đúng vậy, thần chưa bao giờ có ý định đó, xin điện hạ đừng hiểu lầm. Mục vô ngân im lặng, lời nói của thẩm tại giã khiến hắn nghẹn họng không biết đáp trả ra sao tại sao lại có kẻ mặt dày đến thế dám nói trắng đen một cách trắng trợn như vậy ta luôn đề phòng ngài mục vô ngân lắc đầu vẻ mặt đầy ngờ vực mọi việc ta đều cân nhắc kỹ lưỡng chỉ làm những gì có lợi cho bản thân nhưng tại sao ta lại liên tục xa vào kế hoạch của ngài hắn vốn biết không thể hoàn toàn tin tưởng thẩm tại giã nhưng lại không hề nhận ra mình liên tục rơi vào bẫy của hắn thật đáng sợ thẩm tại giã khẽ cười điện hạ thông minh nhưng tiếc là quá chú trọng lợi ích trước mắt lại còn vướng bận bởi nữ nhân chỉ vì lợi ích trước mắt mà đánh giá sai lầm nhưng lời thừa tướng có ý gì mục vô ngân nhíu mày nữ nhân thẩm tại giã nhìn mục vô ngân vẻ mặt đầy nghiêm túc điện hạ không suy nghĩ kỹ sao Ngài và bệ hạ vốn dĩ tình cảm tốt đẹp, bệ hạ luôn tin tưởng và trọng dụng ngài. Vậy từ khi nào mà hai người lại trở nên mâu thuẫn? Lời nói của thẩm tại giã khiến mục vô ngân sững sờ. Hắn chìm trong suy nghĩ, nhớ lại gương mặt mỹ lệ của mộng nhi. Mộng nhi, mục vô ngân lắc đầu, giọng nói trầm buồn, nàng ấy không thể nào hại ta được. Thẩm tại giã thở dài, nam nhân làm đại sự không thể vì sắc đẹp mà động lòng, dễ dàng bị lừa gạt mà không hay biết. Khương Đào Hoa, ý ta là mộng nhi của ngài, thân phận thực sự của nàng ấy, ngài chưa từng tìm hiểu kỹ lưỡng, đúng không? Mặt mục vô ngân tái nhợt, hắn lắc đầu liên tục, ngươi đừng nói nữa, đừng nói nữa. Thẩm tại dã nhìn hắn với ánh mắt đầy vẻ mỉa mai, nếu ta không nói rõ, điện hạ sẽ mãi mãi tin rằng nàng ấy là người tốt, kiếp sau gặp lại còn nhớ nhung. Việc cuối cùng ta có thể làm là giúp ngài hiểu rõ sự thật. Mộng Nhi, tên thật là Khương Đào Hoa, là công chúa gả sang hòa thân, đồng thời cũng là thê tử của ta. Mục vô ngân im lặng, khuôn mặt tối sầm lại, ngơ ngác nhìn thầm tại giã. Hắn không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Tần Thăng, Nam Công Sa và cả Mộng Nhi nữa, tất cả đều là người của thẩm tại giã. Tại sao lại thế này? Mộng Nhi chưa bao giờ thực sự hại hắn, ngoại trừ lần đầu tiên khiến hắn bị lừa trong sòng bạc vì hiểu lầm sau đó nàng luôn đối xử tốt với hắn nếu tất cả đều là kế hoạch của thẩm tại dã vậy hắn nên tin tưởng vào điều gì đây mục vô ngân cười khổ mắt đỏ hoe không ngờ thừa tướng lại hận ta đến mức này ngay cả chết cũng không cho ta thanh thản hắn nhìn cuộc đời trước mắt tất cả đều trở nên vô nghĩa vương quyền địa vị nữ nhân tài phú tất cả chỉ là hư ảo. Bên cạnh có lọ thuốc tiêu dao, mục vô ngân định lấy ra uống, nhưng thẩm tại giã đã nhanh tay cướp mất. Thẩm mỗ không có lý do gì để hận điện hạ, thẩm tại giã lên tiếng, chỉ là thói quen nói rõ mọi chuyện trước khi chết. Còn thuốc này, ngài đừng vội, đào hoa muốn gặp ngài lần cuối. Đào hoa, mặt đầy nước mắt, mục vô ngân gào lên, ta không muốn gặp nàng. Phải không? thẩm tại giã khẽ cười vậy ta đưa nàng đi nói là ý của điện hạ mục vô ngân im lặng hận thù ngùn ngụt nhưng vẫn muốn được nhìn thấy nàng lần cuối tại sao lại có người phụ nữ như vậy hắn căm ghét nàng căm ghét đến mức muốn bóp nát cổ họng nàng nhưng dù căm ghét hắn vẫn muốn được từ biệt nàng nàng đã giải được độc chưa sức khỏe nàng thế nào sau này nàng sẽ ra sao nhắm mắt lại Mục vô ngân mỉm cười, thừa tướng hãy cho nàng vào đây, ta có vài lời muốn hỏi nàng. Thẩm tại giã lắc đầu, nhìn hắn lần cuối đầy ẩn ý, rồi bước ra khỏi căn phòng. Bên ngoài, lệ thị vẫn mắng chửi om sòm, khương đào hoa im lặng không nói gì. Khi nhìn thấy thẩm tại giã bước ra, nàng nở nụ cười rạng rỡ chào đón. Chương 157 Ngài đã nói xong chưa? Vâng, thẩm tại giã nhìn nàng thật sâu, rồi lấy bội kiếm từ bên cạnh chạm lô đưa cho nàng, cầm lấy để phòng thân, vào đi. Cảm thấy lạnh sống lưng, đào hoa nhìn chằm chằm vào bội kiếm, ngài đang hù dọa thiếp sao? Là người nhất định phải đi xem hắn, thẩm tại giã nói, thì tự chịu hậu quả. Cảm ơn ngài, đào hoa nhận bội kiếm, rồi đưa cho thanh đài, nghiêm túc nói, mạng sống của chủ tử lại giao vào tay ngươi. Thanh đài ngẩn ra, sắc mặt ngay lập tức nghiêm túc nàng che chở trụ tử và hướng vào trong hành lang. Thẩm tại giã cười nhạo, nhìn nàng đi vào, rồi quay đầu nhìn về phía lệ thị bên cạnh. Thái tử Phi không còn dịu dàng như trước, hắn lạnh lùng nói, lời nói của ngươi thật khó nghe. Lệ thị sững sờ, cau mày, bản cũng muốn hỏi thừa tướng, nàng chỉ là dân nữ, tại sao ngươi và thái tử đều muốn đoạt lấy? Nhìn cũng không phải là người tốt lành gì. Thái tử Phi thẩm tại giã cười nhưng ánh mắt lại trầm xuống ngài nên đi sớm không cần chờ thái tử lệ thị hoàng sở lắc đầu bản cung muốn cùng thái tử đi chung thẩm tại giã lạnh lùng liếc nhìn nàng phất tay bảo người kéo nàng vào phòng lệ thị dãy rủa vừa mắng người thật là kẻ vô tâm may mà thái tử điện hạ tốt với ngài như vậy tốt với hắn sao thẩm tại giã lắc đầu nam nhân trên thế gian này chỉ có hợp tác và đấu tranh hắn không có anh em ruột, cũng không ai vô duyên vô cớ tốt với hắn, tất cả chỉ là tranh đoạt. Đồng tình chỉ dành cho kẻ thất bại. Lệ thị bị kéo đi, thầm tại giã nhìn thoáng qua đại sảnh, rồi đứng chờ bên ngoài. Đào hoa đoán được thầm tại giã đã nói gì đó với mục vô ngân, nên khi vào gặp thái tử với ánh mắt căm hận, nàng cũng không ngạc nhiên. Người đứng ngoài canh giữ, ta sẽ nói vài câu với thái tử. Thanh đài ngẩn ra, lo lắng lắc đầu, nô tỳ muốn bảo vệ chủ tử. Không sao đâu, đào hoa nói, hắn sẽ không làm hại ta. Mục vô ngân nghe xong cười lạnh, ngươi thật sự yên tâm nhờ cậy vào chỗ rửa, nghĩ rằng làm thế này, bản cung còn có thể lưu luyến ngươi. Đào hoa quay đầu nhìn hắn, cung kính quỳ xuống, hành đại lễ. Tam dập đầu, chán chạm đất. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, mục vô ngân cắn răng nói, quả không hổ là người của thẩm tại giã, đều dối trá như nhau. Còn hành những nghi thức xã giao này, đến cùng có ích lợi gì? Đào hoa ngẩng đầu, nhìn hắn nói, lễ này, tạ ơn thái tử ngày đó nhảy xuống hồ cứu thiếp. Người không cần cảm ơn ta, mục vô ngân diễu cợt, dù sao cứu ngươi cũng không còn ích gì, chỉ làm bản cung trông ngu ngốc, bị nữ nhân đùa giỡn. Đào hoa cúi mắt, nhẹ nhàng nhìn ra ngoài rồi đứng dậy đến trước mặt mục vô ngân, thấp giọng nói, thái tử có nguyện nghe thiếp một lời không? Đừng lên tiếng, nếu đồng ý, chỉ cần gật đầu là được. Lại muốn giờ cho gì? Mục vô ngân đỏ mắt, chán ghét nhìn nàng một hồi lâu, rồi gật đầu. Thở phào nhẹ nhõm, đào hoa nhanh chóng nhét đồ vào ống tay áo của hắn, rồi lấy từ khay bên cạnh một chai tiêu dao tán, đổi ra một chai giống y hệt và đặt vào người đã sắp xếp xong lát nữa lên đường thái tử chỉ cần ngủ một giấc là được đào hoa cúi đầu nhỏ giọng lễ này tạ ơn thái tử đã thật lòng với thiếp mục vô ngân ngẩn ra không tin nhìn nàng định lấy đồ trong ống tay áo ra xem nhưng bị nàng ngăn lại mọi chuyện hãy để thái tử đến nơi rồi xem nàng chỉ là một nữ nhân chẳng lẽ còn định cứu mạng hắn mục vô ngân lắc đầu vô thức ngơ ngác nhìn nàng trong lòng nghĩ không thể nào, nàng là người của Thẩm Tại Dã, Thẩm Tại Dã sẽ không để lại hậu họa cho mình. Nhưng dù sao mình cũng phải chết, nàng lại bày trò thì có ích gì? Lui về phía sau hai bước, Đào Hoa cười, mắt ngậm tiếp nuối, thái tử là người đầu tiên thật lòng với thiếp, đáng tiếc hiếu duyên vô phận, hy vọng ngài nhớ lời thiếp từng nói, sống bình dị chưa chắc không phải là hạnh phúc. Mục Vô Ngân không lên tiếng, nhìn cô gái trước mặt hành lễ nàng vẫn đẹp như khi mới gặp nhưng không còn vẻ yếu đuối như mộng nhi mà trở nên kiên cường như hoa mẫu đơn không bị gió nào quật đổ sống lưng thẳng tắp không hẹn gặp lại đào hoa cúi đầu thấy hắn không nói gì liền dẫn thanh đài lui ra ngoài đây có lẽ là lần cuối gặp mặt mục vô ngân mím môi cuối cùng cũng gọi lại nàng thầm tại giã dặn ta kiếp sau đừng nhớ thương ngươi nhưng đời này chúng ta hữu duyên vô phần kiếp sau đổi thân phận ta nhất định có thể cùng ngươi bình yên một đời đào hoa chấn động kinh ngạc quay đầu nhìn hắn mục vô ngân đứng trong phòng tối ánh sáng xanh từ ngoài xuyên vào tỏ ra cô đơn nhưng trong mắt hắn là ánh hào quang khiếp người chứa đựng tình yêu sâu đậm và hận thù đào hoa cảm thấy buồn bã trong lòng cúi đầu hành lễ chào biệt rồi lui ra ngoài thẩm tại giã đứng trong sân, nhìn nàng đi ra, lạnh lùng ra lệnh cho người bên cạnh, đưa thái tử và thái tử phi cùng lên đường, sau đó báo cáo với thánh thượng. Vâng, từ nội phủ đáp, dẫn lệ thị vào đại sảnh, ban cho độc dược. Thẩm tại giã dẫn đào hoa trở về, vừa đi vừa hỏi, người nói gì với hắn? Không có gì, đào hoa nhăn mũi, nên nói ngài đã nói hết, thiếp xem như đã hiểu rõ đầu đuôi, có lẽ sẽ gặp ác mộng hai ngày. Người còn trột giả vì những chuyện này sao? Thẩm tại giã nhớn mày, cười nhẹ, đều là quỷ ngàn năm, người sợ đêm đen như ta sao? Đào hoa hừ hừ hai tiếng, cúi mắt che giấu sự trột giả, rồi đi theo hắn về phủ. Tông chính hòa phủ dịch nhanh chóng đến giám sát, nhìn thái tử và thái tử phi nuốt tiêu giao tán. Phủ dịch hỏi lại, thuốc này đặt liên tục trong phòng, sẽ không gây ra sự cố gì chứ? Người yên tâm, Cố Thế An nói, ta đã phái người kiểm tra, đúng là tiêu giao tán, hai tội nhân này sẽ được khám nghiệm tử thi trước khi nhập quan. Có đại nhân làm chủ, hạ quan rất yên tâm, phủ dịch ngợt đầu, nhìn thái tử và thái tử phi lần lượt tắt thở, phất tay bảo người đưa thi thể ra ngoài. Hoàng đế nhanh chóng nhận được tin thái tử đền tội, liền khen ngợi Cố Thế An. Nhưng khi quay người, hoàng đế vẫn trầm mặt, lòng không vui, không nói nên lời. Cố Thế An nhìn sắc mặt mà nói chuyện, lau mồ hôi chán, trong lòng cảm tạ người đã đưa ra chủ ý. Chờ thời cơ chín mùi, chuyện này có thể cứu mình một mạng cũng không chừng. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 158. Khi thái tử bị xử tội, hoàng đế vẫn ra lệnh chôn cất thái tử theo nghi thức thông thường tại Hoàng Lăng. Ngày đưa quan tài ra khỏi cung, đào hoa tranh thủ lúc thầm tại giã không có mặt, cầm lấy ngọc bội của hắn và bỏ trốn. Gió thu lạnh lẽo thổi qua, con đường ngoại ô trở nên lầy lội. Quan tài của thái tử được hộ tống bởi cấm vệ, xe lăn nhanh như chớp. Khương Đào Hoa đứng trong đình để chờ tiễn đưa. Khi xe chở quân tài đi qua, không lâu sau xuất hiện một chiếc xe ngựa bình thường. Đào Hoa đứng dậy, thanh đài nhanh chóng dựng màn che xung quanh đình. Xe dừng lại, mục vô ngân và lệ thị bước xuống. Thật sự là ngươi. Lệ thị nhìn người trong đình với tâm trạng phức tạp, giọng nói không còn lạnh lùng như trước mà chứa đựng chút áy náy. Mục vô ngân nhìn nàng với ánh mắt sâu thẳm, vài bước tiến gần và nói nhỏ, ngươi thật sự rất gan dạ. Thiếp chỉ muốn báo đáp, đào hoa cười, ngài từng hứa cho thiếp căn nhà kia, trong đó có đủ bạc để ngài và phu nhân sống yên ổn đến cuối đời. Hai vị rời xa triều đình, có thể tử sống cuộc đời bình thường. Mục vô ngân hơi sững sờ, nếu mày thì ra từ lúc đó ngươi đã chuẩn bị đường lui cho ta không phải là để chuẩn bị đường lui cho chính mình khi hắn mua căn nhà hắn đã chuẩn bị những thứ tốt nhất nhiều ngân lượng tưởng rằng đó là một lời chân thành nhưng không ngờ mục vô ngân mềm lòng cúi mắt nói ta đã trách lầm ngươi ngài không có lỗi gì với thiếp đào hoa nhìn hắn thở dài ban đầu thiếp đến gần ngài không có ý tốt lừa gạt ngài Mục đích là để ngài có kết cục như hôm nay. Ngươi, Lệ thị nhíu mày, ngươi thật ác độc, giờ lại giả vờ tốt bụng. Xin nương nương bớt giận, Đào Hoa cúi đầu, đều là vì chủ của mình mà thôi. Mục Vô Ngân nhìn quanh, cau mày nói, buông tha ta là ý của ngươi hay thầm tại giã có âm mưu gì? Là ý của thiếp, Đào Hoa nói, hai vị có thể yên tâm rời đi. Ngươi chắc chắn? Mục Vô Ngân lắc đầu, thầm tại giã rất âm hiểm ngươi ở ngay dưới mắt hắn, làm sao hắn không biết. Đào hoa sững sờ, suy nghĩ một chút, chắc là hắn không biết, nàng không để lộ sơ hở gì, hắn cũng không có dấu hiệu nhận ra. Nếu phát hiện, hắn đã ngăn cản từ sớm, mang người đến giết rồi. Hai vị chỉ cần rời kinh đô, không quay lại, sẽ không bị thẩm tại giã lợi dụng. Nàng nói, nếu không ai ngăn cản, tướng ra sẽ không biết gì. Có lý, mục vô ngân gật đầu, vừa định đi nhưng lại hỏi, người cứu chúng ta chỉ để trả ơn. Đào hoa cười, phần lớn là vậy, vậy phần nhỏ là vì gì? Đào hoa không trả lời, ra hiệu cho thanh đài đưa họ lên xe ngựa. Phần nhỏ vì gì? Nàng cũng không rõ, thẩm tại giã đi con đường máu và xác chết, tích chốt phúc cũng tốt. Dù sao mục vô ngân không thích hợp làm hoàng đế, nhưng hắn bị hại thành ra thế này cũng đáng thương. Nàng không lo thầm tại giã, hắn không sợ báo ứng. Nhưng vạn nhất có báo ứng, xe ngựa lên đường, chậm chạp đi xa dần, Thẩm Tại Dã đứng trên thành nhìn, không biểu lộ cảm xúc gì. Cứ để hắn đi, Từ Yến Quy không hiểu, Khương Đào hoa lòng dạ đàn bà, người cũng không quả quyết. Hoàng tử mà, tương lai có thể, nàng có băn khoăn, Thẩm Tại Dã nói, đối phó ta không lưu tình, hại người khác nàng lại áy náy. Để Mục Vô Ngân đi làm nàng an tâm, vậy cứ để nàng thả hắn đi. Nhưng, người không cần lo, thẩm tại giả biết hắn muốn nói gì, giơ tay, mục vô ngân sẽ sống bình thường hết đời, không có cơ hội về nước. Từ Yến Quy kinh ngạc, người quá sủng ái nàng sao? Sủng ái, thẩm tại giá cười lạnh, đi xuống cổng thành, sủng vật lâu ngày, cho ăn là phải, đừng đoán mò. Phải không, tự yến quy cười, tiến đến thẩm tại giá, ta không phải là phu nhân của ngươi, người thích hương đào hoa, sao phải giấu? thẩm tại giá một cước đạp hắn xa, phất trường bào, ngồi lên xe ngựa về phủ. Khi đào hoa trở về, thẩm tại giã đang uống trà ở tranh xuân các. Ra, nàng vội nghênh đón, ngài về lúc nào? Vừa về, thẩm tại giã đặt chén trà, ôm nàng, ôn nhu hỏi, ngươi đi đâu? Đào hoa chôn mặt vào vai hắn, nói nhỏ, đi dạo phố mua trang sức. Có mua được gì thích? Không, đào hoa cười gượng, hoặc là quá mắc, hoặc là không hợp thẩm tại giã cười lấy ra một cây châm phấn ngọc cài lên tóc nàng cái này thì sao đào hoa sững sờ chạy đến bàn trang điểm nhìn châm ngọc quý giá khắc hoa tinh xảo mua cho ta nàng không dám tin thẩm tại giã đứng sau lưng nàng nhìn qua gương hôm nay ta cũng đi dạo chỉ có cây này lọt vào mắt cảm giác lạnh lẽo lan từ chân lên đào hoa nhìn thẩm tại giã trong gương không dám đồng hắn có phát hiện nàng nói dối? Không thể nào, nếu phát hiện, chắc chắn đã nổi giận, sao còn có tâm trạng tặng châm? Chắc chắn hắn đang gạt nàng, bình tĩnh lại, đào hoa cười, ra thật chu đáo, thiếp rất thích. Thẩm tại giã nhẹ nhàng ôm nàng, cầm trống lên đầu nàng, ánh mắt nhu hòa, nói nhỏ, ta phải cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi thuyết phục nhiều người trong hậu viện, ta không có tình cảnh tốt như hiện nay. Trong cửu khanh, ngoài mai phụng thường, những người khác đều chuyển hướng hắn, hậu viện nữ nhân là cầu nối và ràng buộc, họ nguyện cớ đến, hắn không từ chối. Dù hoàng đế không lập Nam Vương làm thái tử, nhưng triều đình nhìn chung, mục vô ngân và mục vô cấu đã chết, hàng vương tàn tật, chỉ còn mục vô hạ có thể đăng cơ. Rất nhanh có thể thành sự, đào hoa sờ cây châm, nhớn mày, thiếp vất vả lâu như vậy, ban thường chỉ có cây châm. da keo kiệt quá ngươi còn muốn gì thẩm tại giã hỏi đào hoa suy nghĩ cầm tay áo hắn nói theo quy củ thiếp chỉ có thể gặp sứ thần triệu quốc trong cung thiếp nhớ nhà lâu không gặp người triệu quốc có thể giúp thiếp nói chuyện với họ không giải dược đã hết không biết khi nào phát tác nhưng thời gian không hợp không lén tiếp xúc sao cầm giải dược thẩm tại giã cúi nhìn nàng ngươi chỉ là tiểu thiếp theo lý chỉ cùng ta gặp sứ thần nói vài câu lén gặp, khó lắm, ra đào hoa nũng nỉu, cầm tay áo hắn lắc, ngài có biện pháp, đại ngụy không gì ngài không làm được, giúp thiếp đi. Lại chiêu này, thẩm tại giã nhìn nàng, nói, gọi thêm vài tiếng, gọi trăm tiếng cũng được, đào hoa lau mặt, thân thể, huyền chuyển linh hoạt, khăn tay bay lên, ra 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 bên ngoài người giật mình, tránh xa nhà chính ba bước. Thẩm tại giã cười, kéo khăn tay, nói nhỏ, ngươi thành thật như vậy, hãy làm chính thất phu nhân, ta sẽ danh chính ngôn thuận mời sứ thần triệu quốc đến phủ. Quy cử thân phận ở đại ngụy nghiêm khắc, đào hoa chỉ là tiểu thiếp. hắn mời sứ thần, hoàng đế sẽ nghi ngờ. nhưng nếu nàng là chính thất, mời tiệc chiêu đãi không liên quan đến hắn. đào hoa sững sờ, gật đầu, được. nhưng nghĩ lại, ra thiếp vào tướng phủ, không hành lễ chính thức, bao lì xì cũng không có thẩm tại giã nhớn mày, ngươi để ý những hình thức đó. Tự nhiên là để ý, đào hoa biểu môi, nữ nhân nào không muốn được tướng công đón bằng đại kiệu từ cửa chính. Không đón cũng được, nhưng hậu viện phải có bao lì xì, si. lần trước tần hoài ngọc nhận nhiều lắm. Đừng cãi, sứ thần triệu quốc sắp đến, thẩm tại giã bóp eo nàng, nói nhỏ, ngươi muốn làm chủ mẫu, ta chỉ cần báo từ nội phủ, hậu viện mọi người sẽ hành lễ với ngươi. Được, Đào hoa ngoan ngoãn gật đầu, ôm thầm tại giã, cảm ơn ra. thẩm tại giã cười, nhìn trong gương hai người, nghĩ mình thật nhân từ. Tin đào hoa thành chính thất lan truyền, mọi người đến chúc mừng. Dù không hành lễ chính thức, nhưng quà tặng rất nhiều. Lăng hàn viện yên tĩnh, mai chiếu tuyết yên tĩnh rót trà, nước trà chảy vào chén, bình tĩnh như một bức họa. Chương 159 Phong Bình tưởng rằng chủ tử không để tâm đến việc này, vừa định thở phào thì thấy nước trà tràn ra khỏi chén, chảy khắp bàn. Chủ tử, nước trà nóng bỏng sắp chảy đến y phục của Mai Chiêu Tuyết, Phong Bình vội vàng đỡ nàng dậy. Phong Bình lo lắng và sợ hãi hỏi, ngài làm sao vậy? Thẩm tại giã thật giỏi, Mai Chiêu Tuyết cười lớn, ánh mắt vô hồn, nhìn chăm chăm vào một điểm nào đó, nàng nói, ta ngốc nghếch nghĩ rằng hắn sẽ nể thế lực Mai ra nghĩ rằng mình còn có thể xoay chuyển nhưng chỉ trong chớp mắt hắn đã giao vị trí chủ mẫu cho khương đào hoa ngài đừng quá đau lòng phong bình vội nói ra vốn đã thiên vị khương thị điều này cũng nằm trong dự liệu không mai chiều tuyết lắc đầu lẩm bẩm ngươi không hiểu đâu vị trí chính thất đâu dễ dàng mà có thể ngồi khương đào hoa dù là công chúa ở đại ngụy thế lực cũng không bằng nàng con gái của phụng thường thẩm tại giã quyết định như vậy, nghĩa là hắn không cần thế lực phụng thường ra. Làm sao có thể như vậy? Hắn là thừa tướng, đứng sau cửu khanh chính là phụng thường, sao có thể đối đầu với cha nàng? Mắt mai chiếu tuyết giật giật, như thể nghĩ ra điều gì? Vừa lắc đầu vừa nói, không thể nào, không thể là như vậy. Chủ tử, phòng bình lo lắng, vội vàng ra ngoài gọi đại phu. Việc đầu tiên đào hoa làm khi trở thành phu nhân là dẫn người đến thăm Mai Chiếu Tuyết. Mai nương tử làm sao vậy? Phòng bình nghe xưng hô này, nhất thời không kịp phản ứng, ngẩn ra một lúc rồi nói, chủ tử nhà ta từ hôm nay tinh thần không ổn, hiện tại lại nói năng lộn xộn, hành vi mất kiểm soát. Điên rồi, đào hoa hết sức ngạc nhiên, không thể không tiến lại gần giường nhìn. Mai Chiếu Tuyết yên tĩnh nằm đó, dưới mí mắt con ngươi lại nhỏ lay động, rõ ràng vẫn tình nhíu mày, Khương Đào Hoa trong lòng kinh ngạc, định lui về phía sau, thì thấy Mai Chiếu Tuyết mở mắt ra, nắm chặt cổ nàng, đẩy nàng xuống giường. Phu nhân, Nam Cung cầm và cổ thanh ảnh bên cạnh kinh hãi, thanh đài nhanh chóng kéo Mai Chiếu Tuyết ra, chê ngự hai tay, rồi nhíu mày nhìn chủ tử mình, ngài không sao chứ. Hò khan hai tiếng, Đào Hoa giờ khóc giờ cười nói, ta không sao, nhưng Mai Nương Tử làm cái gì vậy? bao nhiêu thù oán mới muốn tự tay bóp chết ta? ngươi là tai họa. Mai chiếu Tuyết mắt đỏ nói: từ khi ngươi bước vào cửa, người trong phủ chết thì chết, đi thì đi, bị thương thì bị thương, không ai toàn vẹn. người chắc chắn là yêu nghiệt đến gieo họa cho tướng phủ. Mọi người đều chấn động. Cổ Thanh ảnh vô ý thức lui một bước. Mặc dù Mai Chiêu Tuyết trông có vẻ điên rồ, nhưng lời nói này lại có lý. Trong phủ người gặp chuyện liên tiếp chỉ có Khương Đào Hoa là không sao, còn từ nương tử lên làm phu nhân. Cổ thanh ảnh trước đây đã nghi ngờ, cảm thấy Khương Thị không đơn giản, nay nghe Mai Thị nói vậy, càng thêm khẳng định. Khương Đào Hoa chắc chắn mang theo mục đích gì đó đến tướng phủ, hiện tại vật cần tìm hơn phân nửa đã có. Mai Chiếu Tuyết vì vậy cũng điên rồ, nếu ta thực sự là yêu nghiệt, ngươi có thể sống đến bây giờ sao? Đào Hoa cười, từ lần đầu tiên ngươi ra tay với ta, Ngươi phải biết, mọi sóng gió ở hậu viện này không phải do ta mà là do chính ngươi tự gây ra. Mai chiều tuyết sững sờ, nhíu mày nhìn nàng, khi nào ta ra tay với ngươi. Ngài không trực tiếp động thủ, đào hoa nhìn nàng sâu sắc, mỉm cười, nhưng ngài luôn để tần giải ngữ làm việc cho ngài. Hãm hại cố thị, kéo ta và mạnh thị xuống nước, một mũi tên trúng ba con chim. Tần giải ngữ không còn, ngài lại kéo đoàn thị xuống nước, người tốt đều bị lợi dụng, thành con cờ trong tay ngài chết oan dưới đao hôm nay ngài dùng gì để đổ hết lỗi lầm cho ta mai chiếu tuyết kinh hãi không ngờ nàng biết rõ mọi chuyện ngẩn ra một lúc rồi hạ mắt ngươi đang nói gì ta không hiểu không hiểu cũng không sao ngài đêm nằm mơ cũng nên thấy chút gì đó đào hoa đứng dậy nói ngài xuất thân cao quý đã là chính thất chủ mẫu tiếc rằng độ lượng quá nhỏ không chịu được người khác nên mất vị trí bị tù đầy, đều là tự ngài làm tự chịu, chẳng oán được ai. Ngươi, Mai Chiếu Tuyết giận dữ nói, những việc này đều liên quan đến ngươi, tần giải ngữ cũng bị ngươi đưa vào đại lao, ngươi không chốt áy náy sao? Làm sai người cần áy náy, ta tại sao phải vì lỗi của người khác mà áy náy? Tần thị là ta đưa vào đại lao, nhưng nàng đáng tội. Chẳng lẽ vì kẻ xấu quá thảm, người làm đúng cũng phải cảm thấy xin lỗi? Ý nghĩ của ngài ta không chấp nhận được. Cổ thanh ảnh và nam cung cầm đều lui đến bên cạnh, cúi đầu không biết đang nghĩ gì. Tần Hoài Ngọc vẫn nhìn cảnh này, nghe vậy không nhịn được chen vào, phu nhân nói rất đúng. Mai chiều tuyết sững sờ, đầu óc xoay chuyển mới nhận ra phu nhân chính là Khương Đào Hoa. Lúc này thân thể run lên, nếu không phải ngươi vào phủ tranh thủ tình cảm, phá vỡ quy củ, mọi người không phải kết cục như bây giờ, ngươi chẳng lẽ không có sai ta chưa từng muốn hại ai, từng bước đều vì tự vệ, người không đáng ta không phạm, sai chỗ nào. Chẳng lẽ đứng yên không làm gì, để các ngươi hại mới đúng. Định nghĩa hiện tại của một cô gái tốt là không thể chấp nhận, muốn tha thứ kẻ hại mình, vì kẻ đó là mình mạnh hơn, muốn vô điều kiện tha thứ người sai lầm, vì họ đã biết sai. Lại muốn tự nhủ, người khác thảm như vậy, mình có phải quá đáng? Thật là vô lý, mình trở nên mạnh mẽ rồi nhờ chính mình gặp kẻ xấu xa còn sống tốt làm sai giao cho pháp luật xử lý biết sai rồi tha thứ cần pháp luật làm gì người khác thảm nếu không phải mình hãm hại liên quan gì đến mình cây cao chẳng lẽ xin lỗi cỏ dại vì che mất ánh sáng mình làm sai tự chịu thừa lòng thương xót không bằng cho kẻ ăn mày mai chiều tuyết không nói gì có vẻ như bình tĩnh lại đào hoa không muốn tốn nhiều sức bồi nàng nói chuyện Quay người nói, đại phu sẽ chữa trị tốt, mai nương tử hãy yên tâm nghỉ ngơi. Vài người nương tử nối đuôi nhau ra, đào hoa rũ áo choàng đỏ, oai phong bước dưới ánh mặt trời. Bên cạnh, Phong Bình nghĩ rằng chủ tử của mình không để ý đến những việc này, đang muốn thở phào nhẹ nhõm thì thấy nước trà từ trong chén tràn ra, ngay lập tức lan khắp mặt bàn. "Chủ tử, nước trà nóng hổi, sắp chảy lên y phục của Mai Chiếu Tuyết." Phong Bình vội vàng đỡ nàng lên vừa vội vừa sợ ngài làm sao vậy giỏi lắm thầm tại giã mai chiếu tuyết cười đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm một điểm xa xăm mà nói ta ngây thơ tưởng rằng hắn sẽ kiêng nề thế lực nhà mai tưởng rằng mình còn có thể xoay chuyển tình thế không ngờ trong chớp mắt hắn lại trao vị trí chủ mẫu cho khương đào hoa ngài đừng quá đau khổ phong bình vội nói ra vốn thiên vị khương thị điều này cũng nằm trong dự đoán không Mai chiều tuyết lắc đầu, lẩm bẩm, ngươi không hiểu. Vị trí chính thất không phải dễ dàng mà có thể ngồi. Khương đảo hoa dù là công chúa, ở đại ngụy thế lực cũng không bằng nàng, một phụng thường nữ. Thẩm tại giã quyết định như vậy, có nghĩa là hắn không cần thế lực của nhà phụng thường. Sao lại như vậy, hắn là thừa tướng, sau thừa tướng, cửu khanh đứng đầu chính là phụng thường, sao lại đối đầu với cha nàng. Đôi mắt giật giật, mai chiếu tuyết như nghĩ ra điều gì vừa lắc đầu vừa nói không thể nào không thể như vậy chủ tử phong bình vô cùng lo lắng vội vàng ra ngoài gọi người mời đại phu đến đào hoa sau khi lên làm phu nhân việc đầu tiên là dẫn người đi thăm mai chiếu tuyết mai nương tử sao rồi nghe thấy cách sưng hô này phong bình nhất thời không kịp phản ứng ngẩn ra một lát rồi mới nói chủ tử của tôi từ hôm nay tinh thần không tốt hiện giờ lại nói năng lộn xộn, hành vi mất kiểm soát, điên rồi sao? Đào Hoa kinh ngạc, không thể không tiến lại gần giường để nhìn Mai Chiêu Tuyết nằm yên dưới mí mắt con ngươi khẽ lay động, rõ ràng là tình. Khương Đào Hoa nhíu mày trong lòng chợt thắt lại, vừa muốn lùi về phía sau, Mai Chiêu Tuyết đã mở mắt, tóm cổ nàng đẩy lên giường phu nhân Nam Cung cầm và cổ Thanh ảnh bên cạnh giật mình, Thanh Đài hành động nhanh nhẹn kéo mai chiếu tuyết ra, khống chế hai tay, sau đó nhíu mày nhìn chủ tử của mình, ngài không sao chứ. Hò khan hai tiếng, đào hoa cười khổ nói, ta không sao, nhưng mai nương tử làm cái gì vậy? Thủ hận đến mức nào mới muốn tự tay bóp chết ta? Người đúng là tai họa, mai chiếu tuyết mắt đỏ hồng nói, từ khi ngươi vào cửa. Trong phủ người chết thì chết, người đi thì đi, người bị thương thì bị thương, không ai toàn vẹn người chắc chắn là yêu nghiệt, đến để gây họa cho phủ thừa tướng. Tất cả mọi người đều chấn động, cổ thanh ảnh vô thức lùi một bước. Mặc dù Mai Chiếu Tuyết trông có vẻ điên rồ, nhưng lời nói này lại đúng. Trong phủ người này người kia bị nạn, chỉ có Khương Đào Hoa không sao, còn từ nương từ thành phu nhân. Cổ thanh ảnh từ trước đã ngờ vực, cảm thấy Khương Thị không đơn giản, nay nghe lời của Mai Chiếu Tuyết lại càng tin chắc. Khương Đào Hoa chắc chắn có mục đích khi đến phủ thừa tướng, hiện tại vật nàng cần tìm đã hơn phân nửa tìm thấy. Cho nên Mai Chiếu Tuyết mới điên rồ như vậy, nếu ta thật sự là yêu nghiệt, ngài có thể sống đến bây giờ sao? Đào Hoa cười nói, từ khi ngài lần đầu tiên ra tay với ta, ngài phải biết, tất cả sóng gió trong hậu viện này không phải do ta gây ra, mà chính ngài tự tay tạo nên. Mai Chiếu Tuyết sững sờ, nhíu mày nhìn nàng, ta khi nào đã ra tay với ngươi. Ngài không trực tiếp ra tay, đào hoa nhìn nàng sâu sắc, môi mím lại, nhưng ngài không phải luôn để tần giải ngữ giúp ngài làm việc sao. Hãm hải cố thị, kéo ta và mạnh thị xuống, một mũi tên chúng ba đích. Khi tần giải ngữ không còn, ngài lại kéo đoàn thị xuống. Những cô gái tốt đều bị ngài lợi dụng, thành quân cờ trong tay ngài, thành vong hồn dưới dao. Hôm nay ngài dùng mặt mũi gì để tính hết mọi lỗi lầm cho ta? Mai chiều Tuyết kinh hãi, không ngờ nàng lại biết rõ như vậy, ngẩn ra một lúc rồi hạ mắt, "Ngươi đang nói gì?" "Ta không hiểu, không hiểu cũng không sao, đêm nằm mơ ngài cũng sẽ thấy chút gì đó." Đào Hoa đứng dậy nói, ngài xuất thân cao quý, từng là chính thất chủ mẫu, tiếc rằng lòng dạ hẹp hòi, không chịu được người khác, nên bây giờ mất vị trí, bị tủ đầy tất cả đều do ngài tự làm tự chịu, không thể trách ai. Ngươi, Mai Chiều Tuyết giận dữ nói, tất cả đều liên quan đến ngươi, tần giải ngữ cũng bị ngươi đưa vào đại lao, ngươi thật không hề áy náy chút nào sao. Đào hoa đứng dậy, nhã nhặn phủi bụi quần áo, nhìn nàng nói, người làm sai mới cần áy náy, ta sao phải áy náy vì lỗi của người khác. Tần thị bị ta đưa vào đại lao, nhưng nàng bị trừng phạt đúng tội. Chẳng lẽ vì người xấu quá khổ? nên người làm đúng cũng phải xin lỗi. Ý tưởng của ngài ta không chấp nhận được, cổ thanh ảnh và nam cung cầm đều lui lại một bên, cúi đầu không rõ đang nghĩ gì. Tần Hoài Ngọc lại nhìn náo nhiệt, nghe đến đây không nhịn được mà chen vào, phu nhân nói rất có lý. Mai chiều tuyết sững sờ, đầu óc chuyển động mới phản ứng lại rằng phu nhân gọi chính là Khương Đào Hoa, thân thể khẽ run lên, nếu không phải ngươi vào phủ tranh giành tình cảm, phá vỡ quy củ trong phủ, mọi người không phải có kết cục như hiện tại người chẳng lẽ không có chốt lỗi nào ta chưa từng muốn hại ai từng bước đều chỉ để tự vệ ai không động đến ta ta cũng không phạm ai sai ở chỗ nào đào hoa nhấn mày cười quyến rũ chẳng lẽ phải đứng yên không làm gì để các ngươi hại mới là tốt thật khó để chấp nhận định nghĩa này về cô gái tốt muốn tha thứ cho những kẻ hại mình chỉ vì họ làm mình mạnh mẽ hơn muốn vô điều kiện tha thứ cho những người làm sai, vì họ đã biết lỗi. Lại muốn tự tỉnh lại, người khác khổ sở như vậy, liệu mình có quá đáng không? Thật là lố bịch, mình trở nên mạnh mẽ hơn, nên cảm ơn bản thân đã làm được điều đó, gặp phải nhiều kẻ vô liêm sỉ cũng có thể sống tốt hơn. Người làm sai thì để quy định xử lý, biết sai rồi tha thứ, vậy còn cần luật pháp để làm gì? Người khác khổ sở, nếu không phải mình chủ động hãm hại thì liên quan gì đến mình? Cây cao chẳng lẽ phải xin lỗi cỏ dài vì đã che mất ánh mặt trời, nói xin lỗi vì ta lớn quá cao. Chính mình làm điều sai, chính mình chịu hậu quả, nếu dư thừa lòng thương hại, thì đi mà thương hại những kẻ ăn mày. Mai chiều tuyết không nói gì, dường như đã bình tĩnh lại. Đào hoa cũng không muốn phí thời gian trò chuyện với nàng, xoay người nói, đại phu sẽ chữa trị tốt, mai nương tử cứ yên tâm nghỉ ngơi vài người nương tử theo sau nàng ra ngoài, đào hoa khẽ run trong chiếc áo choàng đỏ, uy phong lẫm liệt bước về phía ánh mặt trời. chương 160 Cảm giác làm chủ mẫu thực sự rất sảng khoái. Hiện tại, trong phủ tướng quân này, ngoài thẩm tại giã, nàng là người có quyền lực lớn nhất, không cần phải lo lắng về ai khác. Tuy nhiên, công việc cũng bắt đầu nhiều lên, các sổ sách trồng chất ngày càng nhiều trên bàn của nàng. Ai, đào hoa vừa lật sổ sách vừa than thở phúc họa đi đôi trước đây mai chiếu tuyết thực sự rất vất vả phải xem nhiều thứ như vậy không trách được nàng không còn sức để đến trước mặt thầm tại giã thanh đài đi theo mặt mày khổ sở vậy sau này ngài cũng phải chịu đựng như nàng sao tại sao phải học theo nàng đào hoa sắp xếp lại mấy quyền sổ rồi đưa cho thanh đài đưa sổ sách chi phí lương tháng của đầy tớ cho cố nương tử thanh đài ngạc nhiên chủ tử ngài định ủy quyền sao? Nếu không thì chờ bị mệt chết sao?" Đào Hoa nhớn mày, mỗi người có sở trường riêng, phân công hợp tác tự nhiên tốt hơn. "Cố thị gần đây ở Ôn Thanh Các có vẻ rất khó chịu, trong phủ cũng có nhiều kẻ hầu hạ không coi trọng người khác, cho nàng quản lý việc này sẽ tốt hơn." Thanh Đài nửa hiểu nửa không gật đầu, vừa nhận lấy thì thấy Đào Hoa cầm thêm một cuốn sổ khác, đây là sổ sách của phòng bếp, giao cho nam cung nương tử. Nam Cung Cầm không nói nhiều, nhưng nàng rất đáng tin cậy, chỉ cần cho nàng chút ít ngon ngọt, nàng sẽ làm việc tốt. Vậy sổ sách của phủ bên trong, ngài giao cho ai? Thanh Đài lo lắng hỏi, đào hoa ôm chặt sổ sách vào tay, cười nói, người ngốc à? Dù có phân chia thế nào cũng không thể nhường quyền lực cơ bản nhất cho người khác, nếu không thì ai cũng có thể tranh giành. Cấp trên hiểu được người hầu, nhưng quyền lực cơ bản nhất thì vẫn phải giữ trong tay mình. Nô tỳ hiểu, thanh đài gật đầu, ôm sổ sách rồi mở cửa ra. Thẩm tại giã đứng ở bên ngoài, suýt nữa bị nàng đụng vào. Tướng ra, thanh đài sợ hãi, vội vàng cúi đầu chào. Đào hoa nhấn mày, để sổ sách xuống rồi bước ra đón, gặp thẩm tại giã cùng mục vô hạ đi vào. Hôm nay Nam Vương làm sao lại có thời gian đến đây? Đào hoa ánh mắt sáng lên, vội kéo ghế đến cho hắn ngồi, cười híp mắt hỏi. Mục vô hại nhìn nàng từ đầu đến chân, rồi thở phào nhẹ nhõm, nghe thừa tướng nói đã chuyển ngươi thành chính thất, bản vương đặc biệt đến xem. Thẩm tại giã không có ghế ngồi, ho khan một tiếng, sắc mặt không vui. Đào hoa dừng lại, vội vàng mang ghế cho thẩm tại giã, sau đó cung kính ngồi bên cạnh họ, nói, nhờ ơn của tướng gia, nghe nói vương gia cũng được phong thân vương, thật sự rất đáng mừng. Mục vô hạ vốt cầm, trong mắt thoáng hiện lên niềm vui, sư thần của triệu quốc sắp đến kinh đô, lần này phù hoàng lệnh cho ta ra cửa thành đón tiếp, danh sách sứ thần cũng đã có. Đây coi như là nhiệm vụ đầu tiên sau khi được phong thân vương. Bản vương muốn hỏi ngươi, lễ tiết của triệu quốc có gì khác với đại ngụy không? Tự nhiên là có, đào hoa gật đầu, ở triệu quốc, nam tử và nữ tử ngang hàng, thậm chí nam tử có địa vị thấp hơn sẽ phải cúi chào nữ tử có địa vị cao. Vì vậy, nếu trong đoàn sứ thần có nữ tử, hãy đón tiếp họ trọng thể. Mục vô hạ sững sờ, nhìn nàng, rồi nhìn thầm tại giã, vậy. Nếu ở triệu quốc, thừa tướng như trước đối với ngươi, sẽ thế nào? Thẩm tại giã mặt trầm xuống, khẽ nhíu mày, nhưng đào hoa thoải mái cười nói, không có gì đâu, vì thiếp ở triệu quốc không có địa vị cao, khi gặp thừa tướng triệu quốc cũng phải cúi chào. Công chúa cúi chào thần dân. Mục vô hạ không thể hiểu được, đang muốn hỏi tiếp thì thầm tại giã cắt lời, trong đoàn sứ thần có nữ tử không? Hình như có một người, mục vô hạ nói, theo danh sách sứ thần mới nhận được, có người tên Dương Vạn Thanh, nghe nói là nữ quan. Dương Vạn Thanh, đào hoa sững sờ, rồi run rẩy sao vậy, người biết người này? Thầm tại giã hỏi, cười gượng hai tiếng, đào hoa gật đầu, hình như là biết, là người ngoài miệng thì không thừa nhận nhưng trong lòng rất muốn làm sư nương của ta a à, sư nương thẩm tại giã vốt cằm định quay lại nói với mục vô hả nhưng trong đầu lại lóe lên điều gì đó và lập tức phản ứng sư nương sư phụ ngươi là nam nhân hắn nhíu mày đào hoa gật đầu đúng vậy là sư phụ dạy ngươi mỹ thuật đúng vậy thẩm tại giã im lặng ánh mắt như dao cạo nhìn chằm chằm vào nàng khiến đào hoa sợ hãi sao vậy người dạy nàng mỹ thuật là nam nhân, nàng còn hỏi hắn sao vậy? Thẩm tại giã mặt khó coi, vì ngại có nam vương ở bên cạnh, chỉ có thể nhìn xuống và nói, không có gì. Mục vô hạ không dành chuyện nam nữ, mặc dù thấy thẩm tại giã kỳ lạ, nhưng không suy nghĩ nhiều, rút từ tay áo ra một cuốn danh sách và nói, ngoài dương vạn thanh, hình như không có nữ quan khác. Nghe nói triệu quốc đã phong hoàng trưởng nữ làm hoàng tử, lần này về đại ngụy cũng phải mang theo quà tặng. Khương Tỷ Tỷ, hoàng trưởng nữ của quý quốc thích những thứ gì? Nhắc tới Khương Tố Hành, đào hoa trầm ngâm một lúc rồi nói, nàng thích vàng bạc châu báu, chỉ cần là thứ lộng lẫy quý giá, đều sẽ thích. Nhìn thấy nét mặt của nàng, thầm tại giã khẽ nhíu mày. Trước đây tự yến quy đã kể về chuyện ở hoàng phòng triệu quốc, người nàng yêu đã bị hoàng trưởng nữ triệu quốc đoạt mất, có vẻ như đến giờ nàng vẫn chưa quên được người đàn ông đó là người thế nào mà có thể khiến nàng không thể quên được nếu vậy bản vương sẽ về chuẩn bị thật tốt mục vô hạ cười nhìn đào hoa và nói chờ khi sứ thần triệu quốc tiến cung chúng ta sẽ gặp lại trong yến hội được đào hoa lấy lại tinh thần cười gật đầu rồi nhớ ra điều gì liền nâng váy chạy vào nội thất ôm thứ gì đó ra thời tiết lạnh lẽo cái này phong vương gia có thể dùng một chút Đào Hoa đưa món đồ trong tay với ánh mắt ôn nhu và nói, vòng lông hồ trên cổ áo có thể tháo ra, chỉ cần dùng dây buộc. Hiện tại còn hơi nóng, chờ đến mùa đông thì buộc lại là được. Mục vô hạ sững sờ, mắt sáng lên, nhận lấy và nói, đa tả. Vương gia quá lời rồi, đào hoa cười tự ái, hãy bảo trọng sức khỏe. Mục vô hạ ngoan ngoãn gật đầu, cảm thán nói, trước đây còn nói ngươi như tỷ tỷ ta, bây giờ nhìn lại không phải vậy hoàng tỷ của ta còn không biết làm theo thùa. Hoàng tỷ, đào hoa dừng lại, vô thức nhìn thầm tại giá bên cạnh, hắn vẫn giữ vẻ mặt không biết gì, cười nói, mỗi người đều có điểm tốt, công chúa năm đó chắc chắn cũng rất tốt với vương gia. Mục vô hạ trong mắt thoáng nét hoài niệm, sờ sờ lông hồ ly trên áo choàng, lẩm bẩm nói, đúng vậy, tiếc thay hồng nhan bạc mệnh. Thẩm tại giã nhíu mày, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Nam Vương, thấp giọng nói, chuyện đã qua không thể thay đổi vương gia nên nhìn về phía trước còn nhiều việc phải làm để thần đưa ngài về phủ trước mục vô hạ gật đầu cười với đào hoa rồi rời đi thẩm tại giã chỉ tiễn hắn đến cửa đợi mọi người lên xe liền bước nhanh dẫn đào hoa trở về tranh xuân các thiếp cảm thấy gia đã hiểu lầm gì đó bị hắn nắm chặt tay đào hoa vẻ mặt nghiêm túc nói thiếp có thể giải thích thẩm tại giã hừ lạnh bước vào nhà chính đóng cửa lại nhú mày đè nàng lên cửa nam nhân cũng biết mỹ thuật đúng vậy đào hoa cười làm lành sư phụ ta ở triệu quốc có thành tựu mỹ thuật cao nhất nhưng đáng tiếc lại là nam nhân nên không thể đạt đến cảnh giới tối cao dù vậy hắn vẫn rất lợi hại tất cả nữ nhân ở triệu quốc ngoài khương tố hành và tân hậu đều rất thích hắn thẩm tại giá cười lạnh ta không quan tâm có bao nhiêu người thích hắn ta chỉ muốn biết hắn dạy ngươi thế nào. Dạy bằng lời nói hay bằng hành động, nuốt nước miếng, đào hoa rè rặt nhìn hắn hỏi, điều này quan trọng sao? Quan trọng, thẩm tại giã gật đầu, ánh mắt lơ lửng một hồi, đào hoa yếu ớt nói, dạy bằng lời nói là chính. Bằng lời nói, thẩm tại giã đưa tay nhéo eo nàng, một tay ấn nàng trở lại giường, rồi cắn một cái. a à, đào hoa giờ khóc giờ cười, vội dãy rủa ra ngài thật khỏe, nhẹ tay thôi. Thẩm tại giã để lại dấu vết trên xương quay xanh của nàng, đau đớn kêu lên một tiếng, ánh mắt sắc bén, người cũng thích hắn. Không không không, đào hoa lắc đầu, ta chỉ tôn kính hắn như đồ đệ tôn kính sư phụ thôi. Mặc dù, cũng không tôn kính hắn nhiều lắm, nhưng trong tình huống nguy cấp này, nàng vẫn chọn nói lời dễ nghe. Áo khoác bị hắn kéo ra, đai lưng buông lỏng, xiêm y trên người rơi rụng khắp nơi. Đào hoa kinh ngạc nhìn ra ngoài trời, vội che thân thể, ra, đây là ban ngày mà. Ban ngày, thẩm tại giã nhíu mày, xoay người kéo hết rèm trong phòng, bốn phía lập tức tối đen, bây giờ còn gọi là ban ngày sao? Khương đào hoa, ngài vui là được rồi, ra thịt nóng hổi áp lên nàng, khiến nàng dùng mình, thân thể giao triền, thẩm tại giã không còn ôn nhu chấn định như trước, mà như con sư tử phát tình, để lại không ít dấu răng trên người nàng còn bắt nàng gọi tên hắn. Thẩm tại giã, người trên không hài lòng, thở hơi nguy hiểm bên tai nàng, thấp giọng nói, gọi ôn nhu một chút. Nước mắt đào hoa chảy dài, đánh không lại người ta, chỉ có thể mặc cho hắn trà đạp, ủy khuất kêu lên, thẩm tại giã. Bỏ họ đi, mặt đỏ lên, phi sắc từ cổ lan ra toàn thân, đào hoa cắn răng, có thể đổi lại sưng hô được không? Đây cũng quá buồn nôn, hoàn toàn không giống tác phong của hắn chẳng lẽ nam nhân ở trên giường và dưới giường là hai người khác nhau? Người gọi sư phụ ngươi thế nào? Còn có thể gọi thế nào? Đào hoa tức giận liếc mắt, gọi là sư phụ thôi. Vậy, thẩm tại giã trong mắt tràn đầy ánh sáng kỳ dị, kêu tiếng tướng công nghe thử xem. Đào hoa cảm thấy, bề ngoài càng nghiêm chỉnh nam nhân, thực ra nội tâm càng cầm thú, nghe yêu cầu vô lý này xem. Nàng kêu mới là gặp quỷ, nhưng khi thanh đài trở lại sau khi đưa sổ sách phát hiện nhà chính bị khóa chặt bên trong mơ hồ truyền ra tiếng nức nở của chủ tử ta kêu ta kêu không được sao người dừng tay sững sờ đứng ở cửa đến khi nghe thấy tiếng tướng công thanh đài mới phản ứng mặt đỏ bừng vội trốn sang một bên trạm lô bình tĩnh nhìn nàng đưa tay lấy hai cục bông hai người thần giao cách cảm không nói gì bịt tay lại đứng bên cửa sau trận mây mưa trời đã tối thẩm tại giá ôm đào hoa đi đến hồ tắm sau lâm vũ viện, nhìn thấy tiểu nha đầu mắt đỏ, lạnh lùng nói, còn dám cùng ta chống lại không? Không dám, đào hoa đáng thương ôm cánh tay mình, cúi đầu nhìn dấu răng trên người, bẹt bẹt miệng muốn khóc, ngài cầm tinh con chó sao? Hừ cười một tiếng, thầm tại giá đưa tay kéo nàng lại, cầm thuốc mỡ bên hồ tắm, bôi một chút cho nàng, ra cầm tinh con rồng. Chưa thấy con rồng nào khỏe như vậy. Đào hoa phẫn nộ nhìn chằm chằm cánh tay rắn chắc của hắn, mắt đảo quanh, nghiêm túc suy nghĩ có nên cắn một miếng không? Sao, không phục à? Nhìn thấy nét mặt của nàng, thầm tại giã hào phóng, đưa cánh tay trước mặt nàng, ừ, báo thủ đi. Tưởng nàng không dám sao, đào hoa nhếch miệng, lộ ra hàng răng trắng, cắn một ngụm. Khẽ nhíu mày, thầm tại giã không lên tiếng, yên tĩnh chờ con thỏ nhỏ này cắn xong, mới rút cánh tay lại lau giọt máu, bình tĩnh nói, thật là độc ác. Ra còn ác hơn, con thỏ nhỏ sợ hắn trả thù, vừa lùi vừa chỉ dấu vết trên người mình, ngài xem, khắp nơi đều có. Dấu vết đỏ khắp người nàng, nhìn thấy thẩm tại giã tâm trạng tốt hơn, hư nhẹ một tiếng, kéo nàng lại, rửa sạch sẽ rồi ôm lên bờ, sau đó mang nàng trở về nhà chính. Ngủ ngoan một giấc, hắn nói, ngày mai ta sẽ cùng Nam Vương đi sắp xếp lễ nghi tiếp đón sứ thần tối sau ngươi có thể gặp người triệu quốc, lúc đó xem danh sách, muốn gặp ai, ta sẽ mời người đó cho ngươi. Bất mãn trong lòng biến mất ngay khi nghe lời này, đào hoa nháy mắt, thật sao? Ta đã bao giờ lừa ngươi, thật tốt quá, đào hoa tính toán ngày, thấy còn kịp, cảm động rơi nước mắt ôm lấy bắp đùi thầm tại dã, ra thật sự là người tốt nhất thiên hà. Hừ nhẹ một tiếng, thầm tại giã nhìn nàng nói, người cũng mệt rồi, cứ ngủ ở đây ta xem lại công văn rồi tới. Được, đào hoa gật đầu, ngáp một cái, bọc chăn lại rồi nhắm mắt. Thấy nàng không nhìn thấy, thầm tại giã mới cười, khoác áo đi đến thư phòng, cầm danh sách mới được đặt lên. Đây là danh sách sứ thần từ chỗ Nam Vương, từ Yến Quy không biết từ đâu xuất hiện, ánh mắt phức tạp nói, ngươi xem trước đi. Không chú ý đến nét mặt của hắn, thầm tại giã đưa tay mở cuốn sách. Triệu quốc mặc dù suy thoái, nhưng vẫn giữ được thể diện, lần này đến đại ngụy mang theo không ít quốc lễ, cùng với hơn 100 người đi theo. Tên tuổi rậm rạp, giới thiệu thân phận, khiến thẩm tại giã hết sức không kiên nhẫn, suýt nữa định đóng lại ngay. Nhưng, khóe mắt thoáng thấy một cái tên quen thuộc, Lý Tấn, thừa tướng triệu quốc, ánh mắt trầm xuống, thẩm tại giã ngẩng đầu nhìn từ Yến Quy, người nói Lý Tấn, có phải? Chính là hắn, từ Yến Quy trầm giọng nói phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn